Những món ăn không nên ăn trong ngày mùng 1. Bạn có biết mùng 1 đầu tháng có 3 món ăn tuyệt đối kiêng kỵ không nên ăn để tránh mang đến những điều không may mắn, xui rủi, thất bại hay không? Cùng xem đó là những món ăn nào nha. Mùng 1 là ngày khởi đầu của một tháng mới, đánh dấu sự chuyển biến năng lượng âm dương. Ngày đầu tháng tốt lành thì cả tháng mới may mắn và thuận lợi. Do đó vào ngày này thì chúng ta cần phải cẩn thận, nên kiêng kỵ một số món ăn để tránh cả tháng xui xẻo hoặc đen đuổi, mất tài, mất lộc. Và các món ăn này không nên ăn vào mùng 1, đó là những món ăn: thịt chó, tôm, mực, ốc, cá mè, trứng vịt lộn, mắm tôm, chuối tiêu và cuối cùng là cháo trắng. Vừa rồi anh Karat đã liệt kê các món ăn không nên ăn vào ngày mùng 1. Các bạn hãy tham khảo và thử xem có đúng như vậy hay không nhé. Những món ăn không nên ăn trong ngày mùng 1. Bạn có biết mùng 1 đầu tháng có 3 món ăn tuyệt đối kiêng kỵ không nên ăn để tránh mang đến những điều không may mắn, xui rủi, thất bại hay không? Cùng xem đó là những món ăn nào nha. Mùng 1 là ngày khởi đầu của một tháng mới, đánh dấu sự chuyển biến năng lượng âm dương. Ngày đầu tháng tốt lành thì cả tháng mới may mắn và thuận lợi. Do đó vào ngày này thì chúng ta cần phải cẩn thận, nên kiêng kỵ một số món ăn để tránh cả tháng xui xẻo hoặc đen đuổi, mất tài, mất lộc. Và các món ăn này không nên ăn vào mùng 1, đó là những món ăn: thịt chó, tôm, mực, ốc, cá mè, trứng vịt lộn, mắm tôm, chuối tiêu và cuối cùng là cháo trắng. Vừa rồi anh Karat đã liệt kê các món ăn không nên ăn vào ngày mùng 1. Các bạn hãy tham khảo và thử xem có đúng như vậy hay không nhé.